phải không? Dạ. Chị nghĩ là có lẽ cái khó với em á, khó là vì khó là tiếng Việt á. Không Chưa sao, chị học học tiếng Việt luôn. có cầu nguyện chưa giúp đỡ, chưa giúp đỡ chứ tiếng Việt hơi bị khó luôn. Rồi chiến trận thuộc linh à, cái này là tiếng Anh là spiritual warfare em à, Anh là spiritual warfare. Spiritual warfare. Ok. Có Warfare. à không, em có bằng em có online một máy vi tính không vậy? Em viết đúng không ạ? Không. Chị tưởng mày Thế đây. hả chị? Viết đúng Cái không? ok. Thôi để chị tính sau, tại vì có người đang nhắn tin phiền quá. Đấy. Có người đang nhắn tin và có ông mục sư kia nhắn tin thì mệt quá. Mình nhắn tin cứ lắng nhắn. Now, spiritual warfare, cái này là tiếng Anh á. War là chiến tranh á. Spiritual là thuộc linh á. Spiritual là thuộc linh. Thế còn war là em biết rồi, war là chiến trận rồi. Warfare là chiến trận. Ok. Nó xuất phát từ cái từ war này nè. Nè là chiến tranh hoặc là thực ra là chiến trận hay chiến tranh nó đều là một từ thôi, nhưng mà nghe thì chiến trận thì nó hay hơn là chiến tranh. Thế. Không chưa? Được chưa? Bắt đầu nha. Rồi. Chị sẽ gửi cho em á, cái file này. Xong rồi lúc nào em rảnh nha, em có thể coi lại. File này bằng tiếng Anh thì bây giờ chưa xong, còn một mấy câu kinh thánh nữa thôi chị Bích đang làm. Thì tiếng Việt thì có rồi. Chị sẽ gửi cho em cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Nếu em không hiểu thì em có thể dịch ra cũng được. Nhưng mà tiếng Việt thì có lẽ là dễ hơn, hiểu hơn là tiếng Anh á. Cái này nó có 4 phần. Cái đoạn bài này nó có 4 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh. Chiến trận hay chiến tranh là giống nhau nha. Ok. Chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh. Wi-Fi của chị tốt không? Dạ tốt. Ok. Cái này chị dùng wifi, một cái chị dùng wifi, một cái chị dùng 4G. Điện thoại thì chị dùng 4G, còn laptop dùng wifi, cho nên là cái nào mà không tốt thì để chuyển sang cái khác. Cái máy tốt thì được rồi ha. Cái máy laptop của chị thì chị không có mở. Ok. Bốn phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh. Phần thứ hai là nhiều cơ đốc nhân không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời. Hay trong quân đội, ai biết quân đội là gì không? Quân đội Biết là army, army. Có nhiều cơ đốc nhân sẽ không ở trong quân đội của Đức Chúa Trời, hay là nhiều cơ đốc nhân không ở trong army of God. Army of God. Chị nghĩ là cái chat này không biết nó có save không nhỉ?
Chị sẽ gửi cho em cái đường link của cái này vì nó record đó. Không biết nó có record không ta? Có record đó, nó có record đó em ạ. Thì chị Dạ sẽ gửi có cho em đường link của cái record này, xong rồi em có thể xem lại ạ. cái phần được này. Nhiều cơ đốc nhân không ở trong quân đội quân của Chúa. Thứ ba đó là kẻ thù. Kẻ thù tiếng Anh là enemy. Enemy. Enemy là kẻ thù của chúng ta, là Satan. Satan với lại các thiên sứ sa ngã, cộng với lại các quỷ sứ, các quỷ. À, kẻ thù của chúng ta là ba đối tượng này. Satan. Satan là kẻ cầm đầu. Các thiên sứ sa ngã và các quỷ. Em không ghi, em đừng ghi. Lâu nào cần thì, tại vì nếu em ghi thì sẽ lâu lắm. Không, chị sẽ đưa cho em cái link này, lúc nào em cần thì em sẽ vào em xem lại thôi nhé. Nếu bây giờ em ghi thì sẽ lâu lắm, mất thời gian lắm. Cho nên nghe thôi, chỉ chat ở đây thôi, đọc thôi, khi nào mà cần thì mở lại thôi. Vì trong cái phần lưu của Zoom á, nó sẽ lưu lại cái cuộc cuộc chat này, khi mà em cần thì em mở lại cái này em có thể lấy được ha. Nhân không ở trong đội quân của Chúa. Thứ ba là kẻ thù của chúng ta là enemy. Kẻ thù là enemy Satan, các thiên sứ sa ngã với lại các quỷ. Tiếp theo là chìa khóa để chiến thắng. Chìa khóa để chiến thắng, để chiến thắng ma quỷ á, hay để chiến thắng kẻ thù á. Thì ở trong này cái phần thứ nhất á, phần 1 á, thì nó chia làm 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, 4, 4 phần. Chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh ấy, phần 1 đó, thì sẽ chia làm 4 phần. Thứ nhất đó là chiến trận của chúng ta chống lại sự nổi loạn của Lucifer và các thiên sứ của hắn. Chiến trận của chúng ta chống lại sự nổi loạn. Em biết từ nổi loạn là gì không? Nổi loạn. Loạn Nổi biết loạn có nghĩa là rebellion. Rebellion. Bây giờ chắc chị sẽ dùng cái công cụ hỗ trợ cho em á, để em chỉ thị post tiếng Lào cho em cho nó lẹ. Bởi vì là như thế thì nó sẽ cho em sẽ nhanh hơn ạ. Ok. à đây hiểu rồi rồi rồi. Nhưng mà cái này chắc không được rồi em ơi. Để chị thử xem nhé. Bởi vì để chị thử xem nào. Chị thử cái mở cái Google dịch lên á, xong rồi đến từ nào á chị copy cho em luôn, chị dịch cho em luôn sang tiếng nào á, cho nó dễ cho lẹ. Chị làm thì nó sẽ nhanh hơn bởi vì chị là đánh máy á. Tiếng Lào, tiếng Anh sang tiếng Lào đúng không? Ví dụ như chị xem từ từ béo như này, à đây có rồi này. Đây. Ok. Cái gì mà ra nhiều như vậy? Thì chỉ có một chữ thôi nhưng mà nó bị ảnh hưởng. Đó. Có đúng không? Nổi loạn có đúng không? Dạ, đúng ạ. Rồi hả? Thế tốt. Tắt bớt mấy cái cửa sổ này đi. Xong rồi chị mở hai cái cửa sổ thôi. Chị Hằng Ơi. dịch ra tiếng Thái cũng được, tại vì tiếng Thái nó đúng hơn tiếng Lào đó chị. Thế hả? À vậy hả? Thế thì để chị dịch sang tiếng Thái, bởi vì tiếng Thái thì nó phổ thông hơn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nào anh Tú có thể nói được tiếng Thái Lan luôn mới ghê chứ. Sao à? Giống nhau à em? Hả? Giống nhau à? Nó hơi giống chị. Chị thấy nói chuyện tiếng Thái với mấy người đi taxi rồi mấy ông đó, tiếng Thái đó. Ok. Đúng chưa? Cái từ đó là từ nổi loạn đó. Dạ dạ đúng rồi.
Để tiếp tục sharing nhé, lại nhé, share screen. Phần đầu tiên là chiến trận của chúng ta chống lại sự nổi loạn của Lucifer. Em biết Lucifer là Satan không? Lucifer là cái đó, cái Lucifer là tên cũ của Satan. Đúng Nhưng rồi. mà Lucifer là ngôi sao mai sáng sớm. Sao mai á. Sao mai á, nhưng đó là tên tên cũ của Satan. Chiến trận thì chống lại sự nổi loạn của Lucifer và các thiên sứ của hắn. Đang nói là các thiên sứ sa ngã nha. Thiên sứ thì có hai 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 loại kia, hai nhóm, mà thiên thứ nhất là thiên sứ thánh và thứ hai là thiên sứ sa ngã. Tiếng Anh nó gọi là Holy Angel cùng với lại là Fallen Angel. Fallen Angel này là thiên sứ sa ngã đó. Thế còn Holy thì biết rồi, Holy là thánh đúng không? Holy Angel và Fallen Angel. Cái phần B của cái bài học này là nhân loại. Em biết nhân loại là gì không? Nhân loại trở thành một phần của cuộc chiến này từ Adam và Eva. Nhân loại là human being. Human being là con người á. Nhân loại hay con người á. Để chị xem cái human being này à, trong tiếng Anh nó dịch là tiếng nào, nó dịch là cái gì? À đâu, tiếng Thái nó dịch là cái gì? Em nhìn thấy không? Chị Dạ đang share thầy. này. Em nhìn thấy chữ không? Chị chữ nào không? Chữ nào? À không ạ. À? Không, chị phải À, chuyển mặt. trong sách đúng không chị? Không. À, chị đánh ở trên đó, chị tưởng em nhìn thấy. À, dạ, thầy. Human being. Có đúng không? Chữ này đúng không? Là con người á. Dạ, đúng đúng. Phần B này là nhân loại hay là con người đã trở thành một phần của cuộc chiến này. Cuộc chiến và chiến trận giống nhau nha em nhá. Cuộc chiến chiến trận giống nhau hả chị? À, bằng với chiến Và lược warfare. nó đều là warfare hết. Tiếng Việt mình dùng rất là phong phú em ạ. À, chiến trận này, cuộc chiến này, chiến tranh này đều là giống nhau ấy. Tiếng Việt thì dùng rất là phong phú, phong phú quá luôn á. Phong phú là rất là nhiều á, nhiều. Rồi. Tiếp theo phần C đó là Chúa Giêsu là đấng chiến thắng. Phần D đó là Hội Thánh Khải Hoàn. Hội Thánh thì biết rồi đúng không? Church là Hội Thánh. Thế còn Khải Hoàn là gì? Khải Hoàn là chiến thắng ấy, là triumphant. Triumphant. Hoặc là Nó giống như victory. victory. Thực chất ra từ victory là nó nói một cách chiến thắng, nhưng mà khi mà nói từ khải hoàn có nghĩa là nó có một cái ý nghĩa lớn hơn cái từ chiến thắng là từ victory. Khải hoàn có nghĩa là toàn bộ chiến thắng, fully victory, chiến thắng một cách đầy đủ, một cách hoàn toàn, một cách và chung cuộc là chỉ là chiến thắng đó. Cho nên là cái từ người ta sao người ta lại không dùng từ victory mà người ta lại dùng là the church triumphant. Để chị xem cái từ triumphant là cái gì. Triumphant. Đây. Không biết là người ta có dịch được không nhá. Chị sẽ trở lại đây chị em. Đó. Đúng không? Triumphant. Nó có dịch ra không? Say sana. Đầu sao say sana hả? Giống như Tiếng Thái là say sana, tiếng Lào là say sana. giống nhau vậy hả? Nó kia thì ta nó hơi giống nhau á chị.
Đúng nhau quá. Rồi, phát âm nó hơi khác một tí thôi chứ còn giống nhau nhỉ. Vào rồi phần 2. Nhiều cơ đốc nhân không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân không ở trong đội quân hay là quân đội, Army of God. Nhiều cơ đốc nhân, many Christians not in the army of God. Many Christians are not in the army of God. Nghĩa là nhiều cơ đốc nhân không ở trong cái army of God là quân đội hay là đội quân cũng được. Đội quân và quân đội thì giống nhau. Quân đội của Đức Chúa Trời. Rồi cái lý do thứ nhất, đó là những cơ đốc nhân con trẻ thì không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời. Con trẻ là gì? Biết không? Là giống như Em baby bé. à? À em Là bé. baby Christians. Baby Christians là con trẻ cơ đốc nhân. Những con trẻ cơ đốc nhân thì không ở trong army of God, không ở trong cái đội quân của Đức Chúa Trời. Thứ hai đó là thiếu sự tận hiến có thể khiến chúng ta không gia nhập hoặc rời bỏ quân đội. Thứ nhất là thì là con trẻ, thứ hai là thiếu sự tận hiến. Em biết sự tận hiến là gì không? Dạ không. Thiếu sự tận hiến, để chị xem một sự tận hiến là gì. Sự tận hiến tiếng Anh là dedication. Delegate. Chờ chị chút nào. Vì chị check lại từ này xem tiếng Anh xem chị có viết đúng không. Delegate nhưng mà chị hơi. Đúng rồi, dedication. Dedication. Tận hiến giống như là hy sinh vậy đó. Hiểu không? Được không? Cái từ này là dedication. Cái điện thoại chị viết này là cái câu sự tận hiến này chị. Dedication hay là sự tận hiến. Sự tận hiến nó bằng với lại sự hy sinh á. Em hiểu sự hy sinh không? Sự hy sinh. Không, sự hy sinh là gì chị? Sự hy sinh là sống sống cho Chúa ấy. Tiếng Anh là sacrifice. Sacrifice for God là hy sinh cho Chúa ấy. Hiểu không? Thiếu sự hy sinh hoặc là thiếu sự tận hiến ấy. Ở đây nói rằng là lý do là thiếu sự tận hiến sẽ khiến cho chúng ta không gia nhập hoặc là rời bỏ đội quân, không gia nhập quân đội của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là một cơ đốc nhân là sống không không muốn sống cho Chúa ấy. Không muốn sống cho Chúa hay không hy sinh ấy, là một từ. Hay là thích thích sống cho thời gian chẳng hạn. Thích sống cho thời gian. Thì là có nghĩa là không hy sinh á. Không hy sinh và không tận hiến là một từ. Hiểu không? Thế gian với thế giới này nó giống nhau à chị? Yes. Thế gian Oh. nó thế giới nó khác nhau một chút xíu. Đó là thế gian nó đang nói về hệ thống của thế gian. Nó system of the world, còn thế giới là nó nói về về everybody around the world. Thế gian thì nó nói về hệ thống thế gian.
Có nghĩa là hệ thống thời gian là chống chống lại Chúa. Còn thế giới á, thì nói thì tiếng Anh cũng là the world thôi. The world thôi. Nhưng mà tiếng Anh thì nó có một chữ là the world thôi, nhưng mà tiếng Việt ấy, khi mà nói về thế giới có nghĩa là nói về mọi người, hay là mọi mọi người, mọi quốc gia. Ừ, cho nên nhưng mà tiếng Việt thì khi mà nói đến thế gian thì là nói về ám chỉ về về một cái hệ thống của thế giới ấy, chống lại Chúa. Còn nếu mà nói thế giới chung chung á, thì là chỉ nói là mọi người hay là mọi quốc gia thôi. Ủa ở đâu mà có từ thế gian nhỉ? Dạ chị. Ở đâu có từ thế gian nhỉ? À thích sống cho thế gian à? À đúng rồi. Người mà thích sống cho thế gian á, hay là người mà thích sống theo á, chiều theo cái hệ thống của thế gian á, thích sống cho thế gian thì không muốn hy sinh với Chúa, hay là không tận hiến. Không tận hiến thì có thì là số 2 này này, không tận hiến hoặc thiếu tận hiến, thiếu sự tận hiến, hoặc là không tận hiến thì có thể khiến chúng ta không gia nhập đội quân của Chúa hoặc là rời bỏ đội quân của Chúa. Thứ ba đó là giải pháp. Giải pháp thì 1, 2, 3 là các cơ đốc nhân con trẻ phải tăng trưởng về thuộc linh. Tăng trưởng là gì biết không? Là lớn lên á. Tăng trưởng tiếng Anh là grow. Tăng trưởng thì em biết từ tăng trưởng không? Tăng trưởng thì bằng cái từ lớn lên Là giống như phát triển hả chị? tăng trưởng thuộc linh. Tăng trưởng thuộc linh tiếng Anh là grow spiritual, spiritually, tăng trưởng thuộc linh. Thì em biết từ cái từ thuộc linh là spirit rồi đúng không? Spirit bằng thuộc linh hoặc tâm linh. Nhưng mà về thuộc linh ấy thì lại là spiritual. Có một cái gì đó về thuộc linh, nó thực các cái nhóm từ khác nhau. Ví dụ như là spirit này thì em biết cái từ của nó là từ noun, có nghĩa là nó là danh từ. Còn cái từ spiritually kia thì nó là trạng từ, tính từ, hiểu không? Spirit á, là danh từ, là noun á, tiếng Anh là danh từ. Thế còn spiritual là tính từ á, dạng từ là tính từ á, hoặc tiếng Anh nó là adjective. Adjective nó là thuộc loại tính từ, là cái gì đó nó thuộc về cái gì đó. Thì khi mà dịch hai từ này thì nó khác nhau. Ví dụ như là spirit thì dịch là thuộc linh hoặc là tâm linh. Nhưng mà spiritual thì dịch là thuộc về thuộc linh, thuộc về tâm linh. À, thuộc về, vì hai dạng từ này khác nhau mà. Hiểu không? Linh nó đều là tâm linh thôi, nhưng mà cái cách dịch nó hơi khác nhau một tí xíu. Một cái thì thuộc về bởi vì nó là tính từ mà. Ok. Hiểu không? Đừng nói là buồn ngủ nha. Học Không, buồn ngủ sao chị? những người cha mẹ trong đấng Christ phải dấy lên để lãnh đạo. À, số 2 đó là cơ đốc nhân trưởng thành. Số 1 là các cơ đốc nhân con trẻ phải tăng trưởng về thuộc linh, được chưa? Là có nghĩa là những em bé ở trong cơ đốc nhân thì phải tăng trưởng hay là lớn lên. Lớn về spiritually là về thuộc linh. Linh, còn các cơ đốc nhân trưởng thành thì phải học để làm gì? Phải học thì chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết của nó sau. Em biết nội dung chi tiết là gì không? Chi tiết là dạ em hiểu chi tiết Theo content.
nội dung chi tiết chút xíu chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết sau. Đây mới là cái phần giống như outline thôi, outline là phần dàn bài nhé. Outline, để chị xem từ outline tiếng Anh là gì, tiếng nào là gì. Outline là phần dàn bài em. Dạ. Đây. Ôn ra. Phần này là cái phần phần dàn bài thôi, phần phần sơ lược phần đầu thôi. Rồi số 3. Những người cha mẹ ở trong đấng Christ phải dấy lên để lãnh đạo. Cha mẹ là gì? Cha mẹ. Father, Mother trong spiritual chứ không phải là spiritual mothers and fathers. Có nghĩa là những người cha người mẹ thuộc linh á. Cha mẹ thuộc linh. Có nghĩa là những người đã trưởng thành trong tâm linh á. Em biết từ trưởng thành là gì không? Trở thành là tiếng Anh là đi 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 com hả chị? Spiritual maturity, spiritual maturity. Tiếng Anh là spiritual maturity. Đó. Là những người cha người mẹ là những người là spiritual maturity á. Là gì? Đúng không? Dịch sang tiếng Thái có đúng không nhỉ? Trưởng thành về thuộc linh á. Spiritual là thuộc linh nè. Thế còn maturity là trưởng thành. Đúng không? Tiếng Thái dịch đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì số 3 là những người cha mẹ trong đấng Christ phải dấy lên để lãnh đạo chiến trận. Từ dấy lên là gì biết không? Từ dậy lên, dậy lên. Dấy lên là rise. Dậy lên. Dấy lên, arise. Arise. Giống như là Esai nói là rise and shine, dấy lên và sáng lòe ra, nghe câu đó bao giờ chưa? Đúng không? Dấy lên. Dấy lên. Ủa, Những người ta dấy lên hoặc là phải mạnh mẽ lên á, mạnh mẽ lên. giống như là mình mạnh mẽ lên đúng không? Phải mạnh mẽ lên để lãnh đạo chiến trận thuộc linh. Rồi bây giờ còn phần 3, phần 4 kẻ thù nè, từ từ thì học xong nha. Thì bây giờ mình vào phần chi tiết luôn nha. Kẻ thù và phần chìa khóa để chiến trận nhé, thì vào mình học sau nhé. À mình đọc sau nhé, khi nào sang đến phần đó nhé. Bây giờ mình của cái phần 1 luôn nhé. Phần 1 đó là phần chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. Em cần nghỉ giải lao không? Không học luôn chị. Không sao ạ. Thì lấy đi nữa. Học lâu không chị? Hả? Học mấy tiếng? Bây giờ mấy tiếng, bây giờ 1 tiếng chưa? Hả? 1 tiếng, được 1 tiếng chưa? Học 1 tiếng thôi. Em Về còn phải chưa? đi làm, phải học bài mà đúng không? Đúng rồi. Em 1 tiếng thôi. Bây giờ mấy giờ rồi? 9 giờ rồi đấy. Mấy giờ em học? Chắc là ý là cái bài tập với em làm cái gì xong hết rồi chị, nhưng Sao? mà giờ giờ thì thoải mái rồi á chị. À,
Nhưng Đi học mà hả? 9 giờ. À đâu, học đến 10 giờ chứ, bây giờ 9 rưỡi rồi, lộn. Học đến 10 giờ nhé. Dạ. Ừ, ý Chúng là sao, ta nói đi. đang ở trận linh. Chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. Cuộc hao cầm lăng dù nay sống tha phóng phải vì nhà. Ô. Dạ, hiểu. Học giỏi và sau này làm thông dịch cho chị luôn. Chiến trận warfare thuộc linh là spirit spirit Spiritual. spiritual S Spiritual là tính từ. Em phải học cả tiếng Anh nữa mới được. Phải, tại vì hai danh từ thì nó không đứng với nhau, nó ít khi đứng với nhau, nó có đứng với nhau nhưng mà ít. Khi mà mình sử dụng là, bởi vì warfare là danh từ, là chiến trận đúng không? Nó là danh từ, nó thể loại từ, nó là danh từ, nó là noun á, danh từ. Thì nó phải đứng trước nó là một tính từ, cho nên không thể nói là spirit warfare được, mà phải dùng dạng tính từ là spiritual warfare. Tiếng Anh thì nó hơi phức tạp ấy, cho nên là phải biết các từ loại của tiếng Anh thì nó khác với tiếng Việt. Ví dụ như là tiếng Việt chỉ dùng chiến trận thuộc linh thôi, tiếng Việt không cần phải phân loại danh từ tính từ quá nhiều, nhưng mà tiếng Anh thì nó phân loại tính từ và danh từ rất nhiều. Tính từ và danh từ là hai khác nhau, cho nên nó mới là spiritual warfare. Ok, Arachi. Tiếng Hàn Arashi là có hiểu không? Arashi em biết không? Chị quên mất. Chị ơi, Em nếu mà là người nếu tốt thì dạy tiếng Hàn dễ hơn á. dạ chị nếu nếu học xong ở tắt Zoom nữa thì chị kêu gì người ta re-record nữa thì nó có lưu cái nhắn tin của mình không trong Zoom? Ồ, có lẽ là có. Ừ, có lưu đó. Chắc có lưu với nhắn tin đó. Để chị xem lại. Để tí nữa tắt đi chị xem lại nhá. Tiếp nha. Sorry. Này uống nước đá nhiều quá. Nóng quá, ở trên đó có nóng không? Bên dưới này nóng quá à. Quá non. Ở là 43 độ đúng không? Rồi. Và Ở Việt thế rồi cũng nóng giống nhau luôn. nhưng mà ở đây thì không đến 43 độ đâu, 40 39 độ thôi. Ở Nhưng Lào là 43 độ. nhưng Bạn chị mà bỏ ba 40 ba ba chín cũng nóng chị. 39, nóng nóng lắm rồi, mấy hôm nay nóng toát hết mồ hôi luôn. Em ơi, nóng quá cho nên em cắt tóc đúng không? Không nổi. Nóng lắm chị không nổi đâu. Chị nóng quá chị cũng phải buộc tóc lên luôn, sụt sụt tóc lên luôn á. Nóng. Rồi tiếp nha. Chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. Tiếng Anh là we are in spiritual warfare. We are in a spiritual warfare. Okay. We are in a spiritual warfare. Chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. Chị gửi cho em cái này hai file bằng tiếng Anh và tiếng Việt luôn cho em dễ. Em cho em lúc nào em quên cái nào thì em mở ra em coi cái nhớ ngay. Rồi tiếp nha. Thứ nhất đó là chiến trận của chúng ta chống lại cái sự nổi loạn. Nổi loạn là rebel đúng không? Rebellions. Thế nổi loạn ở trên này. Nổi loạn là cái gì đây? Từ từ nha. Đi xem lại nha. Nổi loạn. Sự nổi loạn của Lucifer. Loại cà bốt Rebellion là gì đó? Đây này, chị copy lại cho. dạ
nữa là gì? Tiếng Lào Nhiều loại. là người 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 đoàn tiếng Lào là cá bốt, nếu Cá tiếng bốt. Thái là cá bốt, cá bốt nếu tiếng Thái là cá bột, Cá cá bột bốt, thì sao cá vậy? bốt đó giống nhau con chị hơi giống nhau. Tiếng Anh là nổi loạn là rebellion. Rebellion. Rebellion thật ra là nó cái này, cái chữ này có nghĩa là sự nổi loạn á. Sự nổi loạn. Khoan, cà Bởi từ nổi loạn bình thường nó là từ rebel, 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 rebel. Nó là rebel này, nó là động từ á, động từ nổi loạn. Còn cái từ rebellion nó là danh từ sự nổi loạn. Hai loại từ này nó khác nhau, đúng không? Một cái là động từ. Động từ là chỉ gì? Hành động. Còn một cái là danh từ, sự nổi loạn. Rebellion là danh từ. Em có biết sự khác nhau giữa động từ và danh từ không? Biết sự khác nhau giữa động từ và danh từ không? Động Action. từ là hành động, actions. Action. Ăn là hành động nè, uống nè, ngủ hành động nè, đi hành động. Động từ là chỉ hành động, ăn uống ngủ, đi lại, chạy, chơi thể thao là động từ. Không biết à, cái đại học mà không biết Nó từ. nó hành động này theo tiếng Anh là giống như verb hả chị, verb Hả? là nó giống gì Đúng rồi, cái từ verb này nè, verb là động từ ạ. Verb. à, động từ với hành động nó giống nhau đúng không chị? Động À từ với hiểu rồi. động từ thì có nghĩa là động từ chỉ hành động. Động từ là nói và hành động. Ăn, ngủ, thể chơi thể thao, chạy, vân vân, nó là động từ. Thế thì cái từ rebel này là động từ nổi loạn, nhưng mà ở đây là cái chữ sự nổi loạn, em thấy không? Chiến trận chống lại sự nổi loạn. Sự ấy, khi mà có một cái gì đó có chữ sự ở phía trước ấy, có nghĩa là danh từ. Tiếng Việt á, tiếng Việt á, ví dụ như là bình thường chúng ta hay nói từ nổi loạn thôi, thì nổi loạn là động từ. Thế còn sự thì là danh từ, sự nổi loạn thì là danh từ. Tiếng Việt mà có cái sự ở cái chữ sự ở phía trước ấy thường là danh từ hết nhá, là danh từ hết. Ví dụ như là sự sự mệt mỏi chẳng hạn cũng là danh từ à? Không gì, nói chung là hay có tên sự có nghĩa là danh từ thôi, nhớ thế thôi. Bây giờ chỉ không 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 có ví dụ. Rồi dần lại nha, chiến trận chống lại sự nổi loạn của Lucifer và các thiên sứ của hắn. Hắn ở đây là Lucifer nhá. Hắn là Satan á. Hắn là Hắn Satan. Ủa sao? Sao tiếng Việt nó có nhiều câu nhưng mà nghĩa giống nhau vậy chị? à, khi mà nói cái từ hắn á, thì nó không không được trân trọng. Nếu mà nói anh ấy thì nó trân trọng, nhưng mà hắn thì không trân trọng. Khi mà nói về kẻ cướp hay là cái gì đó người xấu quá thì người ta hay dùng từ hắn. Em hiểu Cũng hiểu luôn. không? Bình thường thì người ta dùng từ anh ấy đúng không? À, là hắn là tiếng Anh là he hả? He. He. He, Ủa? anh ấy. Anh Nhưng mà ấy. khi mà một cái người mà không được tôn trọng á, một cái người xấu á, À, cái người họ ra thì người ta không gọi là anh ấy mà người ta gọi là hắn. à, nó giống như cái câu không nhận lành là chị. Ừ, thì giống như ở đây là Lucifer và các thiên sứ của hắn, có nghĩa là các thiên sứ của Lucifer. À, từ hắn ở À đây phải dùng cái à Lucifer và các thiên sứ của anh ấy, mà tiếng Việt là dùng là các thiên sứ của hắn. ừ.
Mặc dù tiếng Anh là thiên sứ của anh ấy, nhưng mà chúng ta không dùng như vậy trong tiếng Việt. Tiếng Việt thì dùng từ hắn để ám chỉ là đây là một kẻ xấu. À, dạ hiểu rồi. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Nên là người ta dùng từ hắn là như vậy. Ok, được chưa? Tiếp nhá. Chúng ta sẽ đọc essay là 14 câu 12 14. Em mở Yes. đi. Yes, Em đọc tiếng tiếng Lào đi. dạ, để em xíu. Ê sai. Em đọc nha. Lucifer, 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 dạ xong rồi. Đọc xong chưa? Dạ xong rồi. Ok. Ở trong cái bản tiếng Việt nè, em đọc bản tiếng Việt đi. Tới sao mai con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống với kẻ dày đặc các nước kia. Cái người này là người à chị? Kẻ là người đó. Người bị chặt, người bị chặt xuống biết là thế nào. Người vẫn bùng bảo giả rằng ta sẽ lên trời, sẽ chắp ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên ổ về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra mịt bằng đứng rất cao. Amen. Cái người này là nó có dấu hiện hay hay có ở đây chị? Ngươi á, ngươi là you á. Ngươi là N một từ à là du hả? giống như Ủa? là you bị chặt xuống đất là thế nào á. You nói rằng là you vẫn bụng bảo dạ rằng ngươi là you á. Cái còn cái ngai là gì chị? Sẽ nhắc ngai. Ngai á là ngôi á em, ngai là throne, là ngôi, ngôi vị á, ngôi của vua á, ngai vua, em biết ngai không? Ngai là cái ghế ngồi của vua á. Dạ. Sao tiếng Anh là tiếng Hán là gì? Tiếng Anh là throne, tiếng Lào là gì?
là ba lăng. Ba lăng. Hay Không, vậy? Ba lát à? ba lăng. Ba lăng à? Ok. Nè, em ghi cho nè, ba lăng. Bằng lăng à? À, bằng lăng. Ok. Ba Bằng lăng. lăng. Rồi, cái từ hỡi hỡi sao mai, bản dịch của em là gì? Sao mai, hỡi Hỡi sao sao mai, con trăng sáng sớm kia, bản dịch của em là gì? Bản dịch tiếng Lào là gì? không biết. Ôi. Nhưng mà cái câu mẹ hai là kiểu nhất là nói tên là Lucifer luôn À thế à? nè. Đúng rồi, cái bản nguyên bản nên tiếng bản King James á, là Lucifer đó. James á, bản King James là Lucifer em à. Thế cho nên là vậy thì bản dịch của em á, là sát với bản King James á, bởi vì Lucifer là morning À. star. Morning star bằng sao mai. Chị Hằng ơi, hỡi là ô ô ủa gì có phải Huế, không? Huế, Huế. 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 Ừ. Cái từ Huế á là Huế à? Cái đấy là hỡi. Hỡi là này, kia, này. Hey. Hey. Này, kia. Này con sao mai, con trai của sáng sớm. Sao mai là morning star. Em biết morning Dạ, sao sao là star đúng không chị? không? Star. À. Morning là sáng. Morning star, con trai của sáng sớm kia. Ở đây là đang nói về Lucifer này, đúng không? Rồi, xong nha, câu này xong nha. Luca đoạn 4 câu 5 câu 6. Mất Em không máy có người ta rồi. bản à? Không có bản giấy à? Đọc ở trong điện thoại chính hãng cái gì? Đọc tiếng Lào. Lèo man hài cầu đầy năm cầu phải vẽ xe đèn đến nay chỉ phải nhiều. Tiếng Anh chắc phần một hành động man hài để vẽ được vào. Ở trên năm âm là thương một mình các phần Anh đã chỉ được một kẻ phạm. Có sinh thương một lo nhận một cái kẻ hào hẹn. Để hào nhạc một cái kẻ phụ đề của đại tạng. Hào phần tạng. Dạ. Luca 4 câu 5 tới 6. Cái bốn này người ta gọi là gì? Chị Hà. Luca đoạn Đọc 4 con sao em hỏi gì chưa hiểu. Luca Lu họ, người ta đọc là Luca lượt 4 à? Đoạn 4. Luca đoạn 4 câu 5 tới 6 đúng không ạ? Câu 5. Câu 5 6. À câu 5 6. Ma quỷ là Satan, ma quỷ đem tài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Amen. Ở đây nói là có một lẽ ở đây là ma quỷ có quyền phép và sự vinh hiển của các nước đúng không? Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, có nghĩa là ma quỷ nó có trong tay, nó nắm giữ phép, quyền phép là power và vinh hiển là glory, vinh hiển của các nước á, quyền phép.
À, tiếng Anh là power, nó nằm giữa power cùng với lại sự vinh hiển. Sự vinh hiển tiếng Anh là glory, nó nằm giữa power và glory của các nước, thấy không? Cho nên là nó nói về Chúa Giêsu là nếu Chúa Giêsu quỳ lạy nó thì worship nó, thờ phượng nó, thì nó sẽ cho Chúa Giêsu hết thảy quyền phép và vinh hiển, power và glory của các nước, của các kingdoms, của các nước ở trên thế gian, trên thế giới á. Vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta, đúng không? Bởi vì mọi thứ ở trong tay của Satan, ta muốn cho ai tùy ý ta, có nghĩa là nó có power đấy, nó có glory đấy, đúng không? Em đọc kìa. Revelation. Khoa hiền đoạn 12 7 ngày. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel là Michael hả chị? Yes. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng rồng là dragon đúng không ạ? Dragon. Dragon rồng cũng cùng các sứ nghìn tranh chiến là son chúng nó phong thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng bây giờ sự quỷ rối quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa, vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời nay đã bị quăng xuống rồi. Em đọc tiếng nào chưa? Dạ chưa, Ok. giờ đang đọc. Nào cái. Cửa trong tham thì nên sở bán đi khai yêu là chú thêm vật là phải tổ đại có sự phá nhân ạ. Phải phá nhân ạ là chú bò lý bàn phóng mặt của đại có sự phí hiện tại phá nhân ạ là phá đập phá là sai. Sao nạn mắt gặp chú bò lý bàn phóng mặt chú bò lý bàn phóng mặt chú nên sở bán đi khai yêu phá nhân ạ nhạy sự tình ngu tại đi tập phạt thì ơn thì phá ơn và mắt hạ và mắt sát tâm thì bóng phương và mắt hạ có thể sát thì luôn xí á mình có bởi bạn không mang thử sạch thì nó không thể tìm lộ là phải bắt đầu những xe càng bắt đầu phải bắt đầu bắt đầu bắt đầu một lý tế ở nó sẽ nó chắc anh phải chào có ngào thăng lái các thăng đi âm nạc thật khi có rồi để mát thức lẹo có vào phía cao của khi nó có ngào to và phạm không phải chào có ngào thăng càng biết thăng khi mẹ cỡ đây thì tìm bốc xe lẹo. Amen. 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 Trong câu 7 thì nói rằng là chiến tranh giữa các Miche, giữa Michen hay là Mikaen á, hay là Michen á, thiên sứ mi trưởng Mike Michen và các sứ người, các sứ ở đây là các thiên sứ á, cùng với con rồng là Satan á, cùng với này Satan. Nhưng mà Satan thì không thắng nổi, cho nên là đã bị quăng xuống. Biết quăng không? Bị đạp xuống á.
yeah. Bị Quang căng quang u con dấu á n quang quang xuống. Serpents cũng là nó, Dragon và Serpents là hai cái danh của mình. Thấy ở trong Eden Garden không? Ở trong vườn Eden á, ở trong vườn Eden là con rắn Dạ. á, rắn thì bằng với lại con rồng. Con rắn với con rồng thì nó giống nhau hả chị? À, Kinh Thánh nói rằng là con rắn xưa là chính là con rồng. À. Con rồng thì nó khác nhau là nó có chân, nhưng mà khi nó bị rủa xả thì nó không còn chân nữa, nó đi bằng bụng á, nhớ không? Dạ, nhớ. Lúc Con mà rắn. Eva phạm tội á, Chúa bắt đầu là phán xét, đoán phạt ở trên Eva, sau đó là đoán phạt trên con rắn á. Chúa nói rằng là từ nay ngươi sẽ bò bằng bụng á, thì nó trước đó là nó có chân á, có thể là nó có chân, cho nên em thấy con rồng không, con rồng là nó có chân chứ, thấy không? Tất cả các nước thờ nó đấy, các quốc gia các nước trên thế giới đều thờ nó là nó có chân á, nhưng mà rắn đâu có chân đâu. Em tưởng là khi 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 ở vườn Eden á thì con rắn ngày xưa là có chân, nhưng mà bị Chúa phạt nó thì nó không có chân là đúng không ạ? Đúng rồi. Thì ngày xưa nó là con rồng á. Con rồng thì nó có chân. Nhưng mà khi mà nó bị trừng phạt á thì nó là con rắn, nó không có chân. Thì đó. Cho nên là chị mới nói là con rồng với con rắn á, là một là như vậy. Đấy, Kinh Thánh nói rằng số 9 này, câu số 9 này, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa. Thấy không? Con rồng là con rắn. Nó là một đó. Cho nên là rồng và rắn thì đều nói về Satan hết. Đều nói về ma quỷ, rồng và rắn thì đều nói về ma quỷ. Ok. Tiếp nhá. Rồi, cái phần đầu tiên chúng ta đã xong, đi xong cái phần đầu đó là chúng ta đang ở trong một chiến trận thuộc linh. À, Trận chúng ta đang, đó là sự gì ạ? Chiến trận thuộc linh thì chống lại sự nổi loạn của Lucifer và các thiên sứ của hắn, đúng không? Lucifer. Rồi cái phần 2 mà chúng ta sẽ sang đó là phần 2 á. Phần B á là nhân loại, B là nhân loại trở thành một phần của cuộc chiến này từ Adam và Eva. Có nghĩa là từ Adam và Eva đã bắt đầu là dự phần ở trong cái cuộc chiến này. Chiến chống lại Satan. Chúng ta sẽ đọc Roma đoạn 5 câu 12. Roma đoạn 5 12: Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Em đọc tiếng Lào không? Có. Roma đoạn 5 câu 12 đồng đi. Con bà mẹ bảo mẹ lục họ vừa là con điệu lệ con tài của đại sứ con biết là cả anh là con tài thì người la thì quân có thì quân đến hiện tại lệ Đọc dạ luôn ba câu 8 đi em. một giăng đoạn 3:8 là kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu.
và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Nào tiếng Lào không? Có một một răng này là tiếng Anh là gì? Răng nhất Marshan. John hả? Một John hả? Đúng rồi, first chance đó. Là bọn tao vào bọn tao vô đi bọn tao còn lọc luôn vậy đi đây bọn tao có vô đi con trình nên thì trời dạ à Con đi người, ok, con người đã ở trong cái chiến trận này, nhân loại á, nhân loại là còn nói về con người á, nhân loại của human being, con người đã trở thành một phần của chiến trận này từ Adam, cho nên như bởi một người ở đây là ai đây, một người Eva. Adam. Nhưng mà Eva làm tội lỗi chết này. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói về cái người phạm tội đấy là Adam, đúng rồi, thì chính xác là từ Eva, nhưng mà Kinh Thánh không nói Eva phạm tội mà Kinh Thánh lại nói rằng là người đầu tiên đó là thường là tính từ Adam, thì đúng là Eva đó, chính xác là Eva, nhưng mà thường khi mà nói bởi một người là nói về từ Adam đó. Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, cho nên là Kinh Thánh nói là bởi một người thì một người khác nữa đến, có nghĩa là Đấng Christ, cho nên khi mà nói là bởi một người đã gây ra tội lỗi và một người khác đến để giải cứu ra khỏi tội lỗi, thì đây nói về cái người đầu tiên, một người đầu tiên đó là Adam và một người sau đó là Chúa Giêsu, Đấng Christ. Cho nên ở đây nói là bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian thì bởi Adam á, bởi Adam và Eva tội lỗi vào trong thế gian thì sao, thì có sự chết trải qua tất cả mọi người, cho nên là tất cả mọi người đều phạm tội, đúng không, không ai không có tội cả, Chị ơi, cho nên cái câu 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 bưởi này nó có nghĩa là gì? hả, Bưởi. bởi vì á, Bởi phụ vì For. for Tiếng Anh là for, vì, vì. vì Bởi, từ vì. because à? Because. Cũng được, em gì có thể because cũng được. À bởi là vì Bởi là vì, vì một người, vì cái gì đó, cho nên đã xảy ra cái gì đó. Răng nhất đoạn 3 câu 8. Răng nhất đoạn 3 câu số 8 là kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu nha. Đã hiện ra là đến á, hiện ra biết hiện ra không? Bẩm hiện ra. Để hủy phá công việc của ma quỷ. Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ok. Rồi. Tiếp theo số 3. Chúa Giêsu. Hóng nốt phần này nhé. 9 giờ rồi. À đâu 10 giờ chứ. Rồi. Từ Em gì nghĩ cũng được, hả? từ học cũng được, nhưng mà nếu học là học học lâu thì nó có nhiều nhiều câu á Nhiều thì kiến thức nó quá không tiếp dạ thu đúng được. rồi, dạ đúng rồi. Ok, thôi hôm nay ngừng ở đây, thôi hôm sau chúng ta học phần C sao? Còn hai phần nữa, lận hai phần nữa, C và D. Dạ. Chứ là đấng chiến thắng. Với lại phần D là phần hội thánh đại hoàn, Chị Hằng, ngài là Lord, hả, ngài ngài là cái câu ngài ấy là
dùng với chúa hả? Ừ, Ngài ngài là he, tiếng Anh là he. nghĩa Anh là ấy. khi, nhưng mà Đẹp thì không sử dụng là anh ấy được. Mà sử dụng vua thì phải sử dụng là ngài. Khi mà nói đến từ ngài á, là có nghĩa là bằng với Chúa, nói về Chúa hoặc là vua. Hoặc có có nghĩa là xưng hô, là tính xác ngài là anh ấy á. Tiếng Anh thì dùng he thôi. Không hay, nhưng mà tiếng Việt thì dùng ngài. Rồi, xong chưa? Còn câu hỏi gì không? cũng cũng hiểu chị. Họ hôm nay hiểu nhưng mà cái tiếng Việt bất hiểu thì phải Tiếng Việt hơi... phải phải học tiếng Việt cho nó khỏe thì Hả? phải học tiếng Việt cho nó tiếng tiếng của mình cho nó khỏe cho nó rõ lại. Ok, cho nó tốt lên cái gì? Và nó cho nó Mà khỏe. nhưng cái mà dùng dùng khỏe cũng được mà. Nhưng mà Không, khỏe là chỉ dùng đến sức khỏe thôi. Dùng đến, đến năng lực thôi. Còn bình thường là nói là tốt thôi. Tốt. Hay là ví dụ như là nói tốt. Đấy. Nói tốt. Nói tiếng Việt tốt á, good á. Còn khỏe là strong, là khỏe mạnh á. cũng 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 xài được mà, nhưng mà tiếng Lào nữa thì cũng nếu nếu vậy thì cũng xài được đó. Thế à, tiếng Lào xài chung à? Nhưng mà Ờ, tiếng Việt, nó xài được nhiều lắm. thế à? Nhưng mà À, tiếng Việt xài khỏe người ta không hiểu. Lúc nãy chị đang hiểu, chị đang suy nghĩ, em bảo cái gì khỏe chị còn đang chưa hiểu là em xài khỏe cái gì. Vì tiếng Việt là dùng khỏe là chỉ nói về sức khỏe thôi. Rồi hiểu rồi, còn cơ có câu hỏi không? Mình cầu nguyện. dạ không cho, em hiểu à, học học hôm nay em hiểu nhưng mà cầu nguyện cho tiếng Việt của em cho nó tốt lên tốt Chị thấy em tiếng Việt vậy là tốt lắm rồi đó. không yếu lắm chị. Học 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 ở Việt Nam thì 3 4 năm rồi nhưng mà tiếng Việt chưa lõ lang thì nó cũng tốt chị. Tại vì Thế là khá à, em mà học tiếng Anh như vậy là em VIP lắm luôn á. Tiếng Việt như vậy là tốt rồi, em học lẹ, học nhanh á. Chứ tiếng Việt khó lắm, đâu có dễ đâu. em ghét một một tiếng Việt là một một câu đó, nó có nhiều nghĩa. Tiếng Việt nhiều nghĩa lắm, tiếng Việt phức tạp, cho nên là phải là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, em có hiểu câu đó Không không? hiểu rồi. Ba bão táp có nghĩa là nói về bão á, gió bão á, bão giông á, bão á, storm á, không bằng tiếng Việt, không bằng ngữ pháp Việt Nam, có nghĩa là Việt viên Việt rất khó, phức tạp lắm. Chị đang chỉnh cái tài liệu của anh Tú dịch ấy, mà anh Tú dịch chị cũng vẫn phải chỉnh lại hết, gần hết luôn. Anh Tú đang dịch cái tài liệu Second Coming á, đang dịch xong rồi, bây giờ chị đang sửa. Second Coming là sự tái lâm, em biết từ tái lâm không? Chúa Jesus trở lại á, Jesus come back á. Là tiếng Việt là sự tái lâm. Sự tái lâm. Hay là Chúa tái lâm cũng được, Chúa Jesus tái lâm. Tái lâm là quay lại hả chị? Second Tái lâm xe chị. cái môn đấy là môn sự tái lâm. Anh Tú dịch tài liệu mà chị cũng phải sửa hết, hết khó, tạm lắm, tiếng Việt khó. Với cái ngôn ngữ mà dùng hàng ngày bình thường với lại ngôn ngữ dùng của Kinh Thánh, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên
Khi mà các bạn mới á, giống như anh Tú cũng mới á, thì không biết dịch. Dịch thì không kiểu như dịch được thôi, dịch tiếng Anh thì cũng ra thôi nhưng mà nó không có chuẩn, nhiều cái phải 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 sửa. Mà đừng nói nha, đến lúc Tú nó lại buồn. Dạ con sợ em không nói đâu. Ai, chị cũng bảo là khi nào xong thì chị gửi lại cho nó thôi để nó check lại thôi chứ chị cũng không nói. À, thì các bạn dịch một lần sau đó là chị edit lại lần thứ hai và post lên cái PowerPoint giống như em mới học nè. Sẽ có một bạn nữa đăng lên PowerPoint, post lên PowerPoint như vậy á, làm cái PowerPoint giống như em học vừa nãy đó. Ba bốn người làm thì mới xong để tài liệu để dạy. Mất thời gian lắm á, hơi lâu. Với lại chị giờ làm cả tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt luôn, hai thứ. Tài liệu này chị đang nhờ Liên dịch bằng tiếng Lào á. Để sắp tới sang Lào thì có thể ở lại chia sẻ. Ủa anh Tú không đi nhóm ở chỗ em à? Không đi nhóm ở trong quán cà phê thành mấy thanh niên à? Ủa thì mình giải thích sao cũng cũng nhóm giống nhau nhưng mà chia sẻ là kiểu chị Chia sẻ gì? ví dụ như trong hội thánh của em nữa thì họ kêu gì ta, người làm ở trong cà phê, người làm ở trong ngoài khác cái gì đó, nhưng mà có việc việc khác nhau. Thì chị nghe anh Tú nói là anh Tú không có nhóm ở trong quán cà phê mà nhóm ở một nhóm khác, đúng không? Dạ cũng vậy á. Nhóm cà phê thì nó ý là nó không phải cái nó khác nhau đâu, nhưng mà có kêu gì ta, không gọi Ý là nó cùng một hội thánh nhưng mà nhóm ở cái điểm, ví dụ như điểm của em là các bạn làm ở trong quán cà phê đúng không? dạ dạ đúng rồi. Hiểu hiểu, ok. Trà ngươi uống sữa nhiều thế. Tại vì em đau bụng nữa em. Nãy em nấu mì ăn nữa, em làm cay quá ăn không được luôn, cay hơn tăm sùm luôn đó, buồn luôn chị ơi. Cho nên là bây giờ phải uống uống sữa cho nó giảm xuống, hạ xuống à, Dạ đúng rồi. cho nó calm xuống. Ủa bữa bia chị đang muốn hỏi để có thể chuyển được cái xe Honda sang, thì lúc em sang đây em chuyển xe Honda bằng cách nào? Ủa không, em mua ở đây luôn. Ôi vậy hả? Dạ em mua với mấy anh trong ký túc xá, người ta tốt nghiệp rồi. Người ta đi mua ở ở tiệm xe Honda đó, là không phải là họ kêu là gì ta, mua tiếp với người khác đó chị. Dạ là đó đó. Dạ Mua em mua, second. dạ đúng rồi. Em mua lại của họ. Dạ. À vậy hả? Chị tưởng đâu là mang xe, tại vì nhà chị còn dư một cái xe của em trai chị mới mua xe mới. Dư một cái xe thì nó muốn bán cái xe cũ. Chị muốn chuyển cho anh Tú à? Thì muốn chuyển cho Tú có thể đi lại. Thì được mà, cho chuyển với xe Bình Minh kìa, Bình Minh hay Minh Vũ cũng Mọi được lần đi đó không? hả. Em có thấy khi nào người ta chuyển xe đi Lào không? Em có nhìn thấy chưa? Không, nhưng Chưa mà thấy. chưa thấy, nhưng mà chắc được đó chị, thử hỏi người ta xem.
Để chị xem, để chị hỏi là anh Tú xem thế nào. Tú nó không không thích giúp đỡ. À đúng rồi, anh ấy là vậy đó. Chị không thích tính cách này. Nhưng mà lần này Tú thay đổi. Hôm nọ Tú có nói với chị là Tú biết ở đây là sự kiêu ngạo, nên là đang thay đổi. Đang thay đổi mà không biết đến khi nào. Mệt lắm. Anh Tú có nhiều người muốn giúp đỡ anh ấy, nhưng mà khi nào anh ấy cũng không 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 muốn cho người ta giúp đỡ anh ấy. Tính của Tú rất là độc lập. Em biết từ độc lập không? Độc lập á, Không biết independent. em nên phải đặt qua tiếng. Independent là độc lập, không không thích giúp đỡ. Nhưng mà hôm hôm trước á, là có mà mục sư Alan là bên Mỹ sang. Alan với Rebecca là hai người đi cùng chị đi Iraq á, sang có nói với Tú rồi, nó là sự kiêu ngạo. Tú phải bỏ đi. Hôm nọ sang nhà bà ông bà mục sư Raph, Annie Raph ở Thái Lan á. Ông bà mục sư cũng nói nữa, con phải khiêm nhường. Xong rồi chị cũng không nói, chị im thôi, không im lặng, không nói gì. Nhưng mà lúc mà về khách sạn thì nói chuyện với Tú, thì Tú bảo là em phải khiêm nhường. Chị bảo, chị cứ ừ thôi, Khiêm à không. khiêm À, nhường là gì chị? khiêm nhường là humble á. À hâm bụng. Humble. Thì Tú tự nói thôi chứ chị cũng không không nói gì cả. Chị biết tính Tú mà, cho nên là chị không nói gì hết. Nhưng mà Tú nói là em sẽ thay đổi, em sẽ tốt hơn, em sẽ humble, khiêm nhường. Chị là phải thế thôi chứ chị không thích kiêu Hãy Nhưng mà việc mà bà nói tiên tri ấy thì chị chưa chưa nói cho Tú biết. Nhưng mà có lẽ Tú hiểu, nhưng mà chị chưa nói gì ạ. giờ công nhận là vì sao rồi chị? Chị cầu nguyện thôi, nhưng mà chị cũng không thích Tú lắm đâu, vì tính này của Tú independent này chị không thích. Thì Tú đang thay đổi nhưng mà lâu lắm. Có lẽ Đây, là lâu. bây giờ em cũng có vấn đề trong gia đình đó, gia đình em cũng cho em làm trợ thủ Việt Nam. Cho Sao? em, nếu nếu em tốt nghiệp với cho em học tiếp cái học kia gì ta. Nếu mình tốt nghiệp đại học nữa thì ba mẹ của em mới thích cho em đi tìm cái học đó, học tiếp đó. Học học cao hơn à? Học cao học hả? Dạ Master dạ à? dạ À đúng không rồi. phải, không phải master mà có phải master không? Thạc ở bằng master á, đúng không? Master là bằng thạc sĩ á. À, thạc sĩ á dạ. Đúng rồi, tiếng Việt là thạc sĩ, là học cao hơn. Nhưng Không mà không em muốn học, em muốn phục vụ Chúa, nếu tốt nghiệp thì muốn là phục vụ Chúa 100% luôn. Nhưng mà em không biết, em không biết thì sao rồi, nhưng mà hồi nãy mẹ em ít gọi em với nhắn tin em là nếu nếu con chia sẻ về Chúa trong Facebook nữa thì là không phải gia đình nhau nhá, cái gì đó luôn luôn nói vậy. À nhưng mà em không sao, công nhận thôi. Nếu 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 mẹ với ba của em nói là con muốn làm nghề nghiệp thì em sẽ trả lời luôn là muốn phục vụ Chúa, phục vụ Chúa, không không được nghèo đó, không được cái gì đó, cũng 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 giàu đó, cái gì đó. Nhưng mà nãy nãy về là ở thì bị chửi lắm, Ở Việt chửi Nam nhiều lắm. thì đỡ hơn à?
em ở peace peace tiếng Anh là bình tĩnh đúng không chị? Bình an, À bình peace, an. peace, Peace. bình an. Yeah. Khi em ở Việt đó, nó có bình an hơn ở Lào. Chị cũng nghĩ vậy. Tức là em về chị cũng thấy hơi lo lắng á, Yeah. vì qua đây thì thấy bình an hơn, vì qua về đó thì nó giống như là em hiểu cái từ không khí thuộc linh không? Không khí thuộc linh. Bầu không khí thuộc linh nhé, spiritual realm, realm. Mình già là. Đây chị ấy cho, chị đang chị dịch cho em luôn. Cái này hiểu không? Có nghĩa là ở Lào á thì cái Satan á hơn. Dạ đúng rồi. Việt Nam thì nhiều cầu nguyện lắm, người Việt Nam cầu nguyện nhiều cho nên là ma quỷ nó không có lộng hành được, nó không có mạnh mẽ được, nó bị suy yếu, em hiểu không? Nhiều người tin Chúa mà nó bị suy yếu. Nhưng ở Lào ít người cầu nguyện, Thái Lan cũng như vậy, ít người cầu nguyện, ít cơ đốc nhân cầu nguyện, cho nên là cái spiritual realm á, nó rất là mạnh mẽ, của Satan á, nó rất là mạnh. Cho nên khi mà em về em thường bị áp chế, em bị nó giống như là bị nó áp đảo á, em biết được áp đảo áp chế không? Không biết. Giống như là bị lấn ép, bị lấn ép trục linh. Giống như này này, giống như bị lấn ép, giống như là press press, em hiểu không? Cái từ press là giống như chị đang làm này, press, giống như mà mình bị ép á. Trong thuộc linh là giống như mình bị ép vào á, giống như hay giống như là một cái, ví dụ như cái tờ giấy này là giống như mình, như cái tờ giấy này mình bị đó. Đó là bị ép, lấn ép đó. Cho nên là nó lúc mà em về thì nó khác với lại ở đây Khi là nào như cũng cũng bị ba mẹ chửi là mày điên hay mày điên quá, mày tin Chúa cái gì á, mày tin Chúa, mày khi nào mày cũng kêu gì ta, cầu nguyện đấy, cầu nguyện giống như cầu nguyện trong đạo Phật của người ta đó là gì. Em nói là cái cầu nguyện của của Chúa nó không phải thì bla, nó không phải thì nó nói chuyện với Chúa hay gì đó, nó không phải thì làm cái các đạo cái gì đó. Thế hả? Em giải thích cho ba mẹ rồi nhưng mà ba mẹ em không không nghe thì sau đó bị chú ý. À, tại vì là bây giờ ấy, giống như em giải thích ấy, chưa thuyết phục á, chưa thuyết phục được họ, giống như là gọi là gì nhỉ? Chưa convince. Not yet. You haven't. You couldn't nha. Yeah. You cannot be convinced them yet. Đây là chưa thuyết phục á, được á ba mẹ á. Nhưng mà em giải thích cho ba mẹ, ba mẹ của em thì không có kêu gì ta, nếu ba mẹ hỏi gì em cũng trả lời được hết, là giống như là kêu gì ta, Cái spirit spirit lead lead me á, Đức Thánh lead me Linh, Đức dẫn dắt em. Bây giờ giống như là cái power
power của em á còn yếu. em Nhưng em em có cái power và authority, hai thứ này khác nhau này. Authority là em có thẩm quyền, và power power là quyền năng. Nhưng mà em chưa biết hết, chưa biết nhiều, em chưa biết về cái authority và cái power của em chưa biết nhiều về cái thẩm quyền và quyền năng. Em hiểu không? Thẩm Authority quyền. and power. Power thì biết rồi, authority biết chưa? Power là quyền năng biết chưa? Còn cái này là authority này. Authorities. Bởi vì là không phải là giữa em, vấn đề của em và ba mẹ. Không phải vấn đề nằm ở em và ba mẹ em, mà nó là vấn đề ở trong cái spiritual realm á, trong cái bầu không khí thuộc linh á, giữa em á và ma quỷ, chứ không phải là giữa em và bố mẹ em đâu. Cho nên là em thì chưa rõ về cái authority, thẩm quyền và quyền năng á, chưa có hiểu làm thế nào để chống lại nó, ma quỷ chống lại Satan á, cho nên em giống như là em bị ép á, em bị nó ép á, tại vì không phải là ba mẹ em đâu mà là ma quỷ á, nó sử dụng ba mẹ em để ép em á, để làm cho em bị áp chế á, hay là bị ép mệt mỏi. Nhưng mà tại vì em chưa biết cái authority và thẩm quyền của mình nhiều. Em có thẩm quyền và authorities và powers, nhưng mà em biết ít về thẩm quyền của mình. Cho nên phải học cái môn chiến trận thuộc linh này là vậy đó. Khi học chiến trận thuộc linh thì mình sẽ biết cái power của mình và mình biết cái authority của mình. Cái authority của mình á là thẩm quyền. Thẩm quyền của mình là con của Đức Chúa Trời, là con của Chúa ấy. Đúng không? Authority của mình ở trong Jesus name, trong power, trong danh Chúa Giêsu á, trong quyền năng ở trong danh Giêsu. Mình là authority, thẩm quyền là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà em có thẩm quyền rồi, là con của Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà em cần phải có cái thêm một cái nữa là power, quyền năng để vận hành thẩm quyền. Giống như là chị là police, đúng không? Là chị đã có cái authority, đã có thẩm quyền rồi. Police nha, nếu mà là chị là cảnh sát á, công an á, cảnh sát á, police, thì chị có cái authority rồi. Nhưng mà bây giờ chị chưa có cái power thì chị chưa thể đi bắt người được. Cái power của chị là cái gì? Cái power của chị là cái thẻ, là cái sticker, là cái thẻ ấy, giống như thẻ cảnh sát. Cho nên là em thấy là bình thường khi một người đến, người ta anh là ai, giơ lên cái đó là cái authority của họ ấy. Trong cái authority đó là cái power, cái thẩm quyền của họ là cảnh sát. Cái này mua ở Thái Lan, à mua ở Lào chứ, lộn, mua ở Lào. Em thấy không? Cho nên là mình cũng vậy á. Mình có cái authority rồi, nhưng mà mình chưa biết cái power của mình, chưa biết cái authority và power của mình sâu. Thì cái power và cái authority, hai cái này khác nhau nha. Cái thẩm quyền của mình ấy là dựa trên việc đó là mình là con của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng toàn năng, Ngài là đấng tạo dựng nên tất cả mọi mọi điều, đúng không? Chúa là cao nhất, lớn nhất ở trong tất cả cả thiên hà, trong đó cả Satan, không không có một thẩm quyền nào cao hơn cái authority của Chúa, cái thẩm quyền của Chúa. Nhưng mà power đó là quyền năng, khả năng để sử dụng uy quyền. Cho nên là cái power này á có nghĩa là gì?
Em đã có authority rồi, nhưng mà cái bước đường em đi theo Chúa ấy, thì nó sẽ gia tăng lên những cái sự sức giàu ở trên đời sống của em. Em hiểu không? Giống như tâm linh của mình ấy, khi mình là em bé ấy, thì mình chưa có thể chống lại nó nhiều, nhưng mà khi mà mình lớn lên ở trong power, trong authority của mình ấy, trưởng thành thuộc linh ấy, mình biết lời của Chúa, mình tin cậy lời của Chúa và mình cầu nguyện nữa. Cầu nguyện, một là tin lời Chúa, đọc, hiểu, học. Hãy học lời của Chúa mới hiểu được. Thứ hai là cầu nguyện. Hai điều đó nó sẽ khiến cho tâm linh của mình tăng trưởng lên, thì bắt đầu cái power của mình nó càng ngày càng mạnh lên. Đúng không? Đọc, học Kinh Thánh và cầu nguyện nó sẽ khiến cho đời sống của mình lớn lên, từ con em bé trở lên này thanh niên, xong rồi người trưởng thành. Thì khi mà cái trong cái tiến trình nó tăng lên như vậy á, thì cái power của mình nó sẽ mạnh hơn, bởi vì mình hiểu và mình được có thêm Chúa ban cho. Chúa ban cho những cái uy quyền, Chúa ban cho cái power để thực thi cái authority. Bây giờ mình vẫn là authority, là con của Chúa, nhưng mà bây giờ mình phải có thêm power nữa. Bởi vì Kinh Thánh nó là tất cả cái power đó ở ở đâu? Tất cả quyền phép ở trên trời dưới đất đều giao cho Chúa Giêsu. All power and authorities in earth hay là heavens. Tất cả là thẩm quyền và quyền năng ở dưới đất và trên trời đều giao cho Chúa Giêsu hết rồi. Cho nên là khi mà mình bước đi với Chúa Giêsu thì mình lớn lên tăng dần, thì Chúa Giêsu ban cho mình thẩm quyền mạnh mẽ hơn. Thì có những thời điểm Chúa sẽ nhấc mình lên một bậc uy quyền mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà uy quyền không phải là một ngày có được. Không, cái power không phải một ngày mình có được, mà mình phải bước đi trong sự vâng lời á. Mỗi một ngày, obedience, vâng lời, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, học lời Chúa giống như vậy, ham học lời Chúa. Thì bắt đầu mình hiểu lời của Đức Chúa Trời và mình hiểu Chúa. Và mình biết Chúa rồi thì mình mới biết uy quyền của mình. Thì bắt đầu là khi mà biết Chúa, biết uy quyền rồi mới có thể chống lại được kẻ thù. Em hiểu không? Em hiểu không? Mới chống lại được nó chứ. Tại vì mình phải biết Chúa của mình là ai thì mình mới chống lại được nó. Nhưng mà tại vì mình chưa biết rõ Chúa. Mình biết biết Chúa nhưng mà mình biết rất là ít về Chúa, và ít Chúa có nghĩa là lời Chúa đấy. Ý chị đang nói là biết lời Chúa đấy. Khi em biết lời Chúa nhiều hơn thì em sẽ không bị ma quỷ nó lừa dối. Trong tất cả các lĩnh vực nó không thể lừa dối mình được. Ví dụ như là về việc cái sự tấn công về cảm xúc này, sự tấn công về gia đình này, về buồn chán này, sự tấn công về đức tin này, nó rất nhiều những cái sự tấn công khác nhau. Nhưng mà mình phải có lời Chúa trong tất cả những cái sự tấn công đó, có nghĩa là mình hiểu Chúa về tất cả những cái khía cạnh đó, thì nó sẽ không đánh lại được mình. Cho nên là ở trong trường ấy thì có rất nhiều người hầu việc Chúa, nhưng mà thậm chí có những cái khía cạnh họ không hề biết. Ví dụ như là ở trong hội trong trường đợt vừa rồi có một mục sư á, là con của chị đó luôn thất bại, học cái gì cũng thất bại, học cái gì cũng đang học thì bỏ không học nữa. Và cái sự thất bại đó nó thành trở thành một cái giống như là, em hiểu, nó là linh á, ma quỷ á, nó có ma quỷ là linh của sự thất bại, nó gọi là không phải linh của thành công đâu, mà linh thất bại. Nó cứ đeo đuổi, nó cứ đi theo để nó sẽ làm thất bại mình học. Tất cả mọi thứ đang học bỏ dở, học cái gì cũng bỏ, không học cái gì thành công cả, không thành công được. Em hiểu không? Thì đấy là một trong những lĩnh vực mà chị đó không hề biết. Thấy con của mình là học rồi bỏ, học rồi bỏ, cuối cùng không thành công được cái ngành nào hết. Bây giờ cuối cùng đi làm worker, công nhân. Em biết công nhân là gì không? Là công nhân á, công nhân ở nhà máy, ở trong công ty á. Vì học mà thứ thì gần xong rồi thì bỏ cuộc. Nhưng mà tại vì mình chị không biết, chị ấy không biết về lĩnh vực này. Nhưng mà ma quỷ nó có phần ở đây, là nó sẽ can thiệp vào để cho gia đình của em thất bại.
nó can thiệp vào để gia đình của chị đó thất bại ấy. Chị là người mục sư nhưng mà con của chị là thất bại, nó can thiệp vào lĩnh vực đó nhưng mà chị đấy không biết vì không không hiểu lời Chúa, cho nên không biết là đó là một lĩnh vực nó tấn công, ma quỷ tấn công vào gia đình chị. Chị cứ nghĩ là mọi thứ nó bình thường, không 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 phải không à, tại vì con mình thôi, không phải tại vì con mình đâu mà tại vì ma quỷ ấy, ma quỷ nó làm thất bại ấy, em hiểu không? Nó sẽ khiến cho mình bỏ cuộc và sau đó thì mình cứ bỏ cuộc thôi. Mình học cái môn này cũng bỏ cuộc, cái nghề kia cũng bỏ cuộc, cái gì cũng bỏ cuộc hết, cái gì cũng ngang ngang bỏ cuộc hết. Cho nên rằng đấy là một cái lĩnh vực mà mình không biết. Thì vậy thì cái này á là phải hiểu lời Chúa càng nhiều, hiểu về chiến trận thuộc linh ấy, về mọi mặt thì khi mà nó tấn công mình biết ngay, hoặc là trước khi nó tấn công thì mình đã tấn công nó rồi, đúng không? Mình đánh nó trước khi mà đánh mình. Cho nên là em học lời Chúa nhiều, Bobby à, em phải học lời Chúa thêm nhiều thì em biết uy quyền của em ở trong Chúa ấy, và cái tâm linh á tăng trưởng lớn lên á. Khi mà em lớn lên rồi á, giống như bây giờ em đánh boxing á, boxing mà mua một em bé thì nó sẽ xỉu ngay. Em boxing một em bé thì nó xỉu ngay, nhưng mà em boxing với chị coi xem là xỉu không, quấn. Hiểu không? Giống như mà khi trưởng thành rồi á thì sẽ không không bị người ta không bị người ta đánh bại nữa mà chiến thắng. Hiểu không? Cho nên lời của Chúa rất quan trọng luôn, quan trọng lắm. Lời của Chúa khiến cho mình có uy quyền, có thẩm quyền, có power. Mình đã có authority rồi nhưng mà đôi khi mình không biết. Mình không biết cái authority của mình và power của mình cũng chưa tăng được bởi vì là mình còn chưa có nhiều lời Chúa. À, nên là phải cố gắng học lời Chúa nhiều nha. Thì à, em sẽ không có sợ đâu. Khi mà em về em về đến nhà. Ngày xưa chị đã ở trong trường hợp của em cho nên chị biết. Trước khi về nhà trong khoảng một tháng là cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện liên tục, mỗi mỗi ngày cầu nguyện một tháng á, tại vì nhà chị ở ngoài Bắc mà ở ngoài Hà Nội á, không phải Hà Nội, gần Hà Nội thôi. Một tháng trước khi chị về, chị ở trong Sài Gòn, thì trước khi chị về một tháng chị cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện trong uy quyền, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu của trách ma quỷ không có quyền gì sử dụng người ABCD, bác, cậu, cô, ông, bà, em, vân vân, ai cũng, miễn là ai có ở trong cái khu vực gia đình của mình, có ở trong cái bầu không khí đó là mình cầu nguyện hết, mình công bố dẹp hết trong danh Chúa Giêsu Christ, ma quỷ mày không được đụng vào ta, rồi mình cầu nguyện là trong danh Chúa Giêsu Christ mày không được ngăn trở gia đình ta nghe phúc âm, xin huyết Chúa bảo vệ con và của trách và đuổi nó đi. Mỗi một ngày cầu nguyện lại một tháng luôn, cho nên là về không vấn đề gì cả. À, chưa. Lần nào cũng như lần đó, lần nào cũng như vậy. Cho nên rằng là bây giờ mẹ chị về cũng vậy, chị cũng nói với mẹ là cầu nguyện, và lúc mẹ về chị cũng cầu thay cho mẹ nữa. Cầu nguyện cho mẹ và mẹ về mẹ truyền giảng tin lành khắp làng luôn. Không ai nói được. Dĩ nhiên có sự chống đối nhẹ nhưng mà sự chống đối đó không không phải cái khiến cho mình buồn giận đâu. Và dĩ nhiên là Chúa nói rằng mình phải khôn, khôn ngoan. Khi mà người ta nói gì đó thì mình cứ mềm mại cười thôi, đừng có chống đối, cười thôi. Nhưng mà bên cạnh đó là mình chống lại ma quỷ, mình cười ở trước mặt nhưng mà bên đằng sau á, trong tâm trí của mình là của trách ma quỷ. Trong danh Chúa Jesus mày phải im miệng lại, lui ra khỏi đằng sau, cái người này không có quyền gì sử dụng người này để tấn công ta hay là nói gì cả. Em hiểu không? Mình cứ cười thôi, trong miệng thì mình cười nhưng mà trong tâm linh là mình đang chống lại nó. Mình đang chống lại nó cho nên là một chút xíu là người đó hết nói luôn. Ban đầu người đó nói dữ lắm nhưng mà sau một chút là im luôn, không nói, lắng nghe luôn. Cho nên là cái power và cái authority của mình là mình phải hiểu là mình có uy quyền ở trên kẻ thù, là đứng đằng sau của nó, của những người đó, những người thân, không phải người thân của mình.
mà kẻ thù á chứ không phải người thân của mình đâu, cho nên mình phải chống lại. Kể cả cái việc mà em đăng hình lên Facebook và nói về Chúa, em cũng cần phải cầu nguyện huyết Chúa bao phủ và của trách nó không được dùng mẹ hay là bố hay bất cứ ai đó để tấn công em, để khiến cho em buồn. Mình cầu nguyện công bố như vậy: trong danh Chúa Giêsu Christ, Satan, mày phải lui ra khỏi đời sống của mẹ ta. Mày không có quyền sử dụng mẹ ta để tấn công ta. Mày không có quyền gì trong gia đình ta. Xin huyết Chúa bao phủ gia đình con. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho mẹ con. Nếu mà mẹ con nói gì thì đừng bực bội gì hết á. Chúa Giêsu yêu mẹ, Chúa Giêsu yêu mẹ lắm, cứ nói như vậy thôi. Chúa Giêsu yêu mẹ, Chúa Giêsu rất là tốt và Chúa yêu thương con. Con cảm thấy vui mừng vì tin Chúa. Nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mà đằng sau là tấn công nó, ma quỷ á. Không phải tấn công gia đình của mình nhé, không phải tấn công mẹ. Tấn công ma quỷ. Phải làm như vậy mà một cách liên tục luôn thì em sẽ, tâm linh của em sẽ rất mạnh mẽ. Và em cũng thấy rằng Chúa hành động trong lúc mình cầu nguyện đó. Nếu em không biết uy quyền của mình ấy thì ma quỷ nó sẽ giống như là nó sẽ ép em á, cho tới khi mà em bỏ cuộc thì thôi. Nhưng mà nếu mà em biết uy quyền của em á, là ma quỷ nó không có cớ nào nó hành động được. Nó không có vấn đề nó hành động được. Và đôi khi ví dụ như những vấn đề như vậy em cũng nên chia sẻ, ví dụ như với chị chẳng hạn, chị có thể cầu thay cho em. Đấy, ma quỷ nó không đụng đến em được. Kinh Thánh nói là một người thì đuổi 10.000, 1.000. Hai người thì đuổi 10.000, 10.000 con quỷ. Một người thì chỉ đuổi được 1.000 thôi, mà hai người thì đuổi được 10.000. Thêm nữa lên thì nó sẽ đuổi được nhiều hơn nữa, đuổi cả bầy, cả lũ luôn. Đó. Cho nên là phải như những vấn đề như vậy về gia đình hay hay bị tấn công á, thì hay nói, hay chia sẻ với chị để chị cầu thay cho, cầu nguyện cho, hiểu không? Bởi vì khi mà giống như là có một cái sự bao phủ thuộc linh ấy, có một cái sự bao phủ thuộc linh và cầu nguyện cho thì em sẽ đắc thắng. Ma quỷ nó không làm gì được đâu. Chị thường cầu nguyện cho mọi người, cho các học sinh nhiều lắm, thường cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu, mày phải lui ra khỏi đời sống của anh em ta, mày phải lui ra khỏi đời sống của người này người kia, gia đình của họ. Chị hay thường cầu nguyện cho mọi người, cho những người mà học sinh á, hoặc là các mục sư á, các mục sư mà hoặc là những người mà cần sự cầu thay á, mà chị có dạy học á cho họ, thì chị thường cầu thay cho họ. Cho nên là khi mà mình lớn lên rồi, mình trưởng thành rồi ấy, mình biết uy quyền của mình rồi, kẻ thù nó sẽ phải sợ mình, nó không dám làm gì đâu, em hiểu không? Là mình ấy là luôn luôn ở cái vị trí trên, còn nó là ở dưới chân á, mình ấy là ở trên còn nó là ở dưới chân á, em hiểu không? Cho nên mình ở trên mà, mình là con của Chúa mà. Mình ở trên, mình dày đặc, mình đập đầu nó, mình đâu có sợ nó, Nhưng mà mình không em nhưng mà em không sợ đâu, nhưng mà cái Sapa nữa nó ép ba mẹ của em lắm. thì đấy đấy, em phải của trách nó, em phải trong danh Chúa rủa xả nó đi, của trách nó đi, lui ra, đuổi. Đối với Satan á, thì mình phải đuổi nó giống như đuổi chó, em hiểu chó, đuổi chó giống như phải đuổi chó. Đuổi phải đuổi như vậy, mà đuổi phải sắc quyết nha. Mình đuổi mà mình biết uy quyền của mình là con của Chúa, là nó sẽ không dám làm gì cả. Mình biết rằng là mình là con của Chúa và mình có quyền ở trên nó, và nó sẽ không dám làm gì, nó không dám sử dụng ba mẹ của mình hay là người thân của mình để áp chế mình đâu, áp đảo mình đâu. Chị cũng vậy, có những lúc chị không cầu nguyện á, chị cũng bị tấn công á, gia đình luôn á. Nhưng mà đến lúc mà chị sau rồi chị cũng cầu nguyện ăn năn á, ăn năn á, xin Chúa tha thứ con bởi vì con quên. Thì ma quỷ nó luôn gây cho sự xáo trộn trong gia đình á, luôn luôn là như vậy, xáo trộn trong gia đình, xáo trộn trong gia đình để cho gia đình bị tan vỡ. Cho nên là mình á, là nó mình thấy rằng đôi khi mình cũng bị vì mình không cầu nguyện nhiều, nhưng mà lúc mà mình nhớ
Nhiều khi Chúa nhắc cho mình, hoặc là qua những cái việc như vậy thì Chúa nhắc lần sau không có trường hợp đó xảy ra. Trước khi về nhà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu huyết Chúa bao phủ gia đình con. Của trách mày chúng nó, của trách Satan và các quỷ phải lui ra khỏi gia đình con. Lui ra khỏi khu vực đó, lui ra khỏi thành phố, lui ra khỏi đất nước. Mình cầu nguyện vào các cái ranking của nó thì mình thấy không, các cái cấp bậc của nó ấy, là phải lui ra, không có quyền gì cả. Đánh trận như vậy rồi thì liên tục như vậy. Để đánh trận như vậy thì đất nước của mình nó mới tự do được. Cái bầu không khí em sang Việt Nam nó hoàn toàn khác với Thái Lan và Lào. Bầu không khí của hoàn toàn Việt Nam hoàn toàn khác với Thái Lan và Lào. Nó rất là bình an hơn rất nhiều. Bởi vì con cái Chúa nhiều, người cầu nguyện và mình cầu nguyện bằng uy quyền và mình biết rằng là mình cầu nguyện là Chúa thực thi, đúng không? Hôm trước mình học Daniel rồi mình biết rằng khi mình cầu nguyện ở đây là Chúa ở trên không trung á, Chúa sai thiên sứ của trên không trung đánh trận. Cho nên là khi mà mình cầu nguyện và mình tin lời cầu nguyện của mình mà mình biết là Chúa sẽ đánh trận với ma quỷ thì ngay lập tức luôn, chị đi truyền giáo rất nhiều lần, chị bị đối diện nhiều lắm. Ngay lập tức luôn những người đó chống đối hoặc là công an, cảnh sát bắt bớ tầm lâm hết nhiều lắm. Bên ngoài miệng thì mình cười. Dạ vâng, này kia người ta giận. À, đúng vậy. Xé túi rồi làm âm mỹ là đập mặt được thế. Ô, họ làm dữ dằn lắm nhưng mà mình cứ là này kia bên mặt thì cười nhưng mà đằng sau trong tay Chúa Jesus Christ Satan phải lùi ra. Luôn như vậy, trong đội cũng như vậy, luôn luôn là trong đội huấn luyện. Bởi vậy đi truyền giáo á, là huấn luyện mọi người chứ không phải đi truyền giáo là nói về Chúa Giêsu không đâu. Đi truyền giáo là đánh trận lục linh á, đánh trận với thế lực ma quỷ mà. Cho nên là khi mà đi truyền giáo là mình huấn luyện mọi người biết rằng à đằng sau những con người đó là Satan. Cho nên là Kinh Thánh lúc nãy mình học á, cả thế gian này ở dưới quyền của ma quỷ, thấy không, đúng không? Cho nên là mình phải phải đánh trận với nó. Cho nên là Chúa sai mình đi đâu á, bàn chân mình đạt đến nơi nào, nơi đó Chúa ban cho mình làm cơ nghiệp. Và Kinh Thánh nói rằng là khi mà mình đến nơi nào á, sự sáng đấy không, sáng này sáng đến là tối tăm nó phải lui. Em á là sự sáng, em bước vào khu vực nào em không biết em là sự sáng là ma quỷ nó sẽ ép em. Nhưng mà em biết rằng hỡi Satan, ta là sự sáng đấy. Bất cứ sự sáng bước vào cái nơi nào hay chỗ đó là tối tăm phải tan đi, đúng không? Ê, sáng này tối tăm phải tan đi luôn. Mình là sự sáng đúng không? Chúa ở trong mình là sự sáng. Bất cứ nơi nào mà sự sáng đi á thì tối tăm phải chạy, phải không? Không có chỗ nào mà mở đèn lên mà tối tăm nó còn ở đây sờ sờ được, không có. Tối tăm đi rồi, sáng này sáng, thấy không? Sáng quá chừng luôn, đúng không? Cho nên rằng là mình phải biết rằng mình đến nơi nào đó thì ma quỷ nó phải rút lui. Nhưng mà mình, nếu mà mình không hiểu thì nó sẽ áp chế mình. Mình không biết là mình là sự sáng, mình không biết là đến nơi mình không biết, mình không đánh trận gì hết, mình không hiểu thì là ma quỷ nó ép mình dữ lắm. Cho nên là đi đến đâu cũng phải đánh trận, nghe chưa? Về nhà phải cầu nguyện trước 1 tháng nào, 1 tuần. Đừng có sơ sài, bởi vì nếu em sơ sài là ma quỷ nó đánh em, là đến lúc mà em rất buồn ba mẹ. Đôi khi em bị tổn thương, em buồn cha mẹ em, không muốn làm chứng cho họ về Chúa, em cay đắng á. Con cái Chúa, rất nhiều người mà chị nói phải đến 70-80% những người bị rơi vào trường hợp này là ma quỷ nó sử dụng người thân của mình chống lại mình. Sau đó thì mình bị tổn thương quá và mình không muốn, mình đào lòng của mình đóng lại và mình không chia sẻ phúc âm cho họ được. Mình không muốn mà mình ghét họ luôn. Đấy là mưu kế của ma quỷ đấy. Cho nên rằng là bên ngoài ấy, thì mình cười với gia đình của mình nhưng đằng sau mình phải đánh trận. Bởi vì mình biết rằng nếu mà mình không đánh trận á thì nó sẽ sử dụng người thân của mình tấn công mình. Mà khi đã tấn công mình rồi là mình không muốn nói về về Chúa, mình không muốn tử tế nữa. Mình bực bội quá, mình tổn thương quá là mình không muốn tử tế với gia đình của mình, với những người thân của mình, mà mình rất không thể nói được. Rất nhiều người cơ đốc nhân bị trong trường hợp này ấy. Cho nên là chị thường chiến trận lục linh, chị dạy cái chiến trận lục linh là chị dạy đi dạy lại over and over trong các cái học viên á, thường nhắc đi nhắc lại. Trong cái hôm nọ cũng có một bạn cũng bị trường hợp là gia đình cũng tấn công như vậy,
Y chang như trường hợp của em. Nhưng mà là anh chị chứ không phải bố mẹ. Cho nên là cũng bị như vậy. Ôi nói tới nói lui rồi đau đầu luôn. Thì tại vì và cảm thấy ghét luôn, không muốn nói chuyện với người đó nữa. Thì mình không biết đây là ma quỷ đấy. Nó làm cho mình để mình có cái broken relationship á, bị gãy đổ mối quan hệ với người thân của mình ấy. Cho nên là mình sẽ không còn muốn giao truyền phúc âm cho họ để họ chết dưới địa ngục đó. Để họ đi địa ngục ấy. Bởi vì mình đang tổn thương cho nên là mình phải luôn luôn tha thứ mỗi ngày. Tha thứ, quyết định tha thứ mỗi ngày, không không giận. Quyết định tha thứ. Và luôn luôn mỗi ngày phải 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 bởi vậy cho nên là cái chiến trận mà tha thứ này là một chiến trận rất khó nha. Bản thân chị cũng phải đang tranh chiến để tha thứ mỗi ngày. Không phải dễ đâu, Bobby ơi, chị thấy khó đấy. Nhưng mà mình phải vâng lời Chúa. Hầu vì Chúa phải vâng lời Chúa thì mới được, không được phải vâng lời. Chúa bảo tha thứ thì mình cứ tha thứ nhưng mà mình khó lắm. Nhưng mà mình cầu nguyện nhiều vào. Ok. Thôi em đi học đi, chị sợ em trễ quá. Chia sẻ nhiều lắm mà chia sẻ thì không bao giờ hết được. Dạ dạ đúng rồi. Thôi em cầu nguyện đi. Dạ em công nhận à. Ừ. Công nhận tiếng Nhật hay tiếng Lào? Ừ, tiếng Lào được, tiếng Việt cũng được. Ok. Đây là sân sân của chào một tên là tên chào sân sân. Đây mình đi đây là sân mắc kỳ thăm. Lạ thì mình cần phải thăm nhé. Chào ตรงข้ามฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัญญาที่บ้านคุณน้าคนหนึ่งในที่พระเจ้าขอพระเจ้าจะอวยพรชีวิตนั้นถูกในบัดเจ้าที่เราจะเดินจะได้ทำไปได้เราจะรับพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าค่อยจะเป็นแสงสว่างและพาสิริที่จะเราที่จะสวมโดยวิปัสสนาที่มาจากพระเจ้าจะแผ่ปัญญาในตัวพระเจ้าขอให้หน้าที่นี้พระเจ้าค่ะเพราะว่าผมอยู่ที่เยี่ยนเนี้ยก็ขอให้อยู่นั่นที่จะเอาน้ำเอาไปใส่เพื่อเปลี่ยนแปลงในตัวเองการเรียนรู้สมาธิธรรมหรือการอ่านธรรมหรือการของที่พระเจ้านำมาประจำคือการเปลี่ยนแปลงขอให้พระเจ้านั้นเจ้าอวยพรไอศิลายาในที่นี้ก็จะถูกมาสตาไปผูกมัดผมที่เนี่ยช่วงห้าที่กระทรวงกับพรในขับไล่ของข้าตานั้นที่ขับไล่มันบ่อยมันเข้ามาอยู่เกี่ยวในชีวิตของลูกเพราะว่าผมจะไปใส่กับว่าผมชีชนะเพื่อชนะพระองค์ในสกิจเจ้าขอบคุณโดสำหรับวันนี้ไหว้ครับขึ้นนี่จะกระจายกันไปนอดแล้วรับวันดีว่าจะจะอวยพรและปกป้องเสริมกำลังแด่ของผู้ที่ทุกคนในนี้ที่จะเป็นกำลังมีกำลังในการทำไส้เป็นไว้เกี่ยวกับพระเจ้าคือขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ครับโดผมจะให้ทานเวนานเป็นพระเจ้าอาเมนอาเมนแล้เกวี่ยวบ๊ายบายจีบายนhớ cầu nguyện cho chị nhé. Cầu dạ nguyện là vấn đề của anh Tú, một thứ hai là vấn đề truyền giáo tháng 6. Hai vấn đề nhé, nhớ nhé. tháng sáu Vấn đề đi Philippines hả chị? đâu, đi Lào chứ. Đi Lào à? Đi ở đâu? Đi vạc xe sau đó thì lên Saravan hay Sarava gì ấy, cái thành phố gì nhỉ? À, Saravan. Saravan à? À, Saravan. ủa, Ừ. xa xa Saravan này thì khó hơn Park Seo tại vì Saravan có nhiều người chơi cái các ma túy á. Vậy không Là sao. họ kêu gì ta đạo đạo ma à Vậy cho cần phải cầu nguyện nhiều, cầu nguyện cho chị để Chúa dẫn dắt chị. dạ Chúa hướng dẫn chị. Bởi vì Chúa phải hướng dẫn chị để chị hướng dẫn mọi người. tháng 6 ngày nào chị Chưa định ngày, có lẽ là tuần thứ hai đi. Anh Tú cũng đi, chắc anh Tú cũng đi. Đây là một là vấn đề truyền giáo, hai là vấn đề của anh Tú thì không em biết muốn là em muốn đi với chị là nhưng mà bớt họp nữa tại vì ở Salawan nữa là chỗ ở của disciple của em á. Ồ. Thế thì em kêu gặp gỡ nhá. Mà không biết nói tiếng Còn Anh. còn disciple của em là chị của em là biết biết nhau với anh Tú á, quen nhau.
Tốt tốt, thế tốt quá thì gặp là thế thì thế thì tốt rồi, thì khỏi cần. Cho chị hai vấn đề đó thôi, một là đi, hai là vấn đề của anh Tú, để chú cho biết có phải không, vì chị không muốn mất thời gian suy nghĩ. Mà chị cũng không chưa sẵn sàng, cho nên là chị cũng không thích lắm. Nói chung là chị cũng không không anh Tú không phải là đối tượng mà chị thích, cho nên là chị cũng chưa biết được như thế nào, thì cầu nguyện để chú bày tỏ, với lại cầu nguyện để Chúa cho biết sớm để mình không bị mất thời gian. Chị không thích mất thời gian, bởi vì suy nghĩ thì hơi bị mất thời gian, mà đôi khi dẹp qua một bên thì không được. Vì chị suy nghĩ là nếu mà cái gì đến từ Chúa thì mình phải cầu nguyện nhiều, còn mình cứ thôi cứ cứ lờ đi mà không quan tâm thì không không tốt. Bởi vì là mình phải 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 cầu nguyện nhiều cho một vấn đề. Nếu mà đến từ Chúa thì phải cầu nguyện nhiều thì nó mới thành, nó mới thành được. Ok, hiểu không? Nó mới thành công á. Ví dụ như là Chúa cho Chúa nói với chị chạy trường nướng Chris là hãy dạy trường nướng Chris, nhưng mà chị không cầu nguyện thì nó không thành công được, hiểu không? Cho nên nếu mà Chúa nói rằng Chúa chọn anh Tú, nhưng mà nếu mà chị nói thôi kệ không quan tâm không cầu nguyện thì nó không, nó cũng có thể, nếu mà là ý muốn Chúa nó cũng sẽ không thành, hiểu không? Cho nên là Chúa kêu gọi mình làm cái gì thì mình phải cầu nguyện nhiều để nó, để Chúa cho mình biết như thế nào, làm như thế nào. Thì giống như Chúa bảo chị chạy trường đấng Christ mà chị không cầu nguyện thì đâu có chạy được, đâu có thể nào mà làm được. Ma quỷ nó đánh tanh hết luôn, bánh hết luôn. Cho nên là chị không biết là có phải là Chúa hay không. Bà nói như vậy nhưng mà chị không rõ, cho nên là chị cần cầu nguyện và chị muốn biết sớm để cho chị đỡ phải suy nghĩ. Mà đừng nói với ai nha. Chị cũng cũng nghĩ là có lẽ Tú biết, nhưng mà chị chưa, chị không nói gì cả. Chị vẫn đang im lặng, không nói gì hết. Tú có thể hiểu bởi vì hôm đấy bà nói rất nhiều. Cho nên là Tú có lẽ bởi vì Tú hiểu tiếng Anh. Nhưng mà chị thì không chưa 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 có gì hết. Chị với anh Tú nói chuyện bình thường, không có gì cả. Không không có ABC gì hết, vẫn rất là giống như một người bạn thôi.